Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, sáng sớm nay, đỉnh Mã Pì Lèng, Mèo Vạc, Hà Giang, nơi tiếp giáp với Trung Quốc đã chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 6. Và suốt từ đêm qua đến sáng nay, trời có mưa kèm theo gió. Đến sáng nay, khi bão số 6 tiến sát biên giới nước ta thì trời mưa to hơn và cả khu vực đã chìm trong biển mây dày đặc. Trước đó, vào chiều 23 tháng 8, hoàn lưu xa của bão số 6 cũng đã gây dông lốc, khiến cho hơn 700 căn nhà ở Lào Cai bị tốc mái, sạt lở đường tại Lai Châu. Còn tại Hà Nội, mưa to gió mạnh khiến cho một cây xà cừ có đường kính gốc khoảng 40cm đã bị đổ, chắn ngang đường Phạm Văn Đồng gây ùn tắc giao thông. Sáng nay, sau khi đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, bão số 6 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh khoảng cấp 7, giật cấp 8. Dự báo trong 24 giờ tiếp theo thì áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 đến 25 km và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực biên giới Tây Bắc Việt Nam, Vân Nam của Trung Quốc. Do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão thì ở phía Bắc Vịnh Bắc Bộ sáng nay có gió giật cấp 6, cấp 7, sóng biển cao từ 2 cho đến 3 mét gây biển động. Trên đất liền các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang trong ngày hôm nay còn có gió mạnh giật cấp 6. Không chỉ gây sóng cao, gió mạnh trên biển, hoàn lưu của bão số 6 còn gây mưa lớn cho khu vực miền núi phía Bắc của nước ta. Từ đêm qua đến 7 giờ sáng nay, một số nơi mưa lớn được ghi nhận như là tại Lạc Sơn, Hòa Bình là 73mm, tại Tiên Yên của Quảng Ninh là 57mm và tại Lục Ngạn của Bắc Giang là 69mm. Về đợt mưa này thì theo dự báo, từ hôm nay 24 tháng 8 đến ngày 25 tháng 8, ở Bắc Bộ sẽ tiếp tục có mưa vừa, mưa to. Các tỉnh vùng núi và trung du của Bắc Bộ, Thanh Hóa sẽ có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa là từ 50 đến 100mm. Riêng các tỉnh vùng núi lượng mưa là từ 150 đến 200mm. Các cảnh báo về lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tiếp tục được đưa ra cho khu vực này. Sang ngày thứ Bảy cuối tuần, mưa sẽ tạm giảm dần về cường độ. Bầu trời sẽ xuất hiện những khoảng mưa nắng đan xen và nhiệt độ cũng sẽ tăng từ 1 đến 2 độ so với nhiệt độ cao nhất ngày toàn khu vực, phổ biến dao động trong khoảng là 29 đến 32 độ. Tuy nhiên, từ khoảng chiều tối ngày Chủ nhật sang đến thứ Hai của đầu tuần sau, rất nhiều khả năng khu vực lại tiếp tục đón một đợt mưa lớn diện rộng tiếp theo. Và vì vậy thì người dân nên có kế hoạch chuẩn bị cần thiết để không bị ảnh hưởng nhiều đến được cuộc sống sinh hoạt và sản xuất của mình và gia đình. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết trong 3 ngày tới cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, trong những ngày tới, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Riêng ngày 25 có mưa vừa, có nơi mưa to và rất to, đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ cao nhất ban trưa không vượt quá ngưỡng là 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ, ngày 25 và ngày 26, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông. Sang ngày 27 thì trời có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, rải rác có dông. Nhiệt độ cao nhất ban trưa chỉ ở mức là từ 28 cho đến 32 độ. Đối với các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trong 3 ngày tới, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông. Riêng ngày 26 và ngày 27 có khả năng có mưa vừa, có nơi mưa to, tập trung ở phần phía Bắc của khu vực. Nhiệt độ cao nhất ngày mai chỉ ở mức là từ 30 đến 33 độ và sau đó thì nhiệt độ sẽ giảm thêm khoảng 1 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, 2 ngày tới mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Riêng ngày 26 và ngày 27, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Nhiệt độ cao nhất ngày mai ở mức là từ 31 đến 34 độ và sau đó thì nhiệt độ sẽ giảm thêm khoảng 1 độ. Chuyển sang Tây Nguyên, trong 3 ngày tới, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Nhiệt độ cao nhất ban trưa ở mức là từ 28 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ, 3 ngày tới, mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 30 đến 33 độ. Trở ra với thủ đô Hà Nội, ngày 25, ngày 26, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông. Sang ngày 27 thì có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, rải rác có dông. Nhiệt độ cao nhất ban trưa chỉ ở mức là từ 28 đến 31 độ, có nơi đạt mức là 32 độ. Trong 3 ngày tới thì tại khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa sẽ có mưa dông kèm theo lốc xoáy, gió giật mạnh. Gió trong ngày mai ở mức là cấp 4, cấp 5 và sau đó thì có khả năng tăng lên khiến tầm nhìn xa giảm. Trong khi đó, khu vực Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa cũng sẽ có mưa rào và dông mạnh. Gió liên tục ở trên mức cấp 4, cấp 5. Tàu thuyền tại cả hai quần đảo cần phải chú ý đề phòng khi ra khơi trong thời tiết này.
Bản tin thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.